Chào các bạn nha. Combo muốn ăn rất vui được gặp lại các bạn. Và hôm nay Combo muốn chia sẻ cho các bạn món cá ngừ đại dương chiên nước mắm nha các bạn. Thì mình có một con cá ngừ mình mua khi mua các bạn nhờ người ta làm sạch và cắt khúc vừa ăn nha các bạn. Sau đó về mình chà muối và rửa sạch lại nha các bạn. Và một ít hành lá cắt nhuyễn, tỏi băm và ớt băm nha các bạn. Thì trước tiên mình chiên cá thì mình sẽ làm cái phần nước mắm trước nha các bạn. Thì mình sẽ cho vào đây hết phần tỏi băm nha các bạn. Và mình sẽ cho hết phần ớt băm luôn nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho vào đây nửa muỗng bột ngọt và 2 muỗng rưỡi đường. Và cho vào đây 4 muỗng nước mắm nha các bạn. Và đánh đều lên. Bạn mở lửa vừa và mình cho dầu ăn vào chảo nha các bạn. Dầu nóng lên đó thì mình sẽ cho lần lượt cá vào chiên nha các bạn. Thì mình chiên mình coi mình chở cá cho nó vàng hay mặt nha các bạn, cho cá được vàng đều mà không bị cháy nha các bạn. Các bạn thấy không, cá mình chiên vàng nha các bạn. Thì miếng cá nào vàng á thì các bạn vớt ra ngồi dĩa giúp mình. Thì sau khi mà phần cá còn lại nó vàng thì mình cũng vớt ra rồi dĩa. Sau đó thì mình mở lửa nhỏ và mình sử dụng lại một ít dầu ăn của chiên cá nha các bạn. Mình sẽ nấu cái phần nước mắm này cho nó tan đường ra nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ cho hết cái phần cá chiên hồi nãy vào để mình nấu chung nha các bạn. Xì đảo đều lên để cho cá nó được thấm nha các bạn. Rất là thơm luôn các bạn. Các bạn thấy cá nó có vàng đẹp không các bạn? Rất là giòn luôn. Nhìn rất là đẹp mắt. Sau khi mà nước mắm nó sệt sệt lại các bạn thì mình sẽ cho cái phần hành vào nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Món ăn đã hoàn thành nha các bạn. Và đây là món cá ngừ chiên nước mắm nha các bạn, mình mới vừa nấu xong nha các bạn. Các bạn nhìn có ngon không? Bảo đảm là rất ngon cho bữa cơm gia đình luôn các bạn. Món này thì sẽ rất là hao cơm luôn nha các bạn nha. Cá rất là giòn luôn, vàng luôn. Thêm hành và nước mắm nữa rất là thơm. Gia vị rất là vừa ăn luôn nha các bạn. Nếu các bạn thấy video hay nhớ like, share và đăng ký kênh cho Combo Món Ăn nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nhé. Chào tạm biệt.